Chào toàn thể tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc nha. Nay là ngày đầu tuần thì em cũng nhận đơn các bác rất là nhiều. Các bác mở hàng rất sáng sớm, mấy sản phẩm lận. Thì đây là con Marang 1150, chất âm 2N, độ chi tiết cao 1150 gold nha các bác. Dòng này nó màu vàng nha, mạch vàng rất là vàng nha các bác, rất đẹp luôn nha. Em nói là chỉnh bass, mic chép cho từng vế đấy. Chơi là hai cầu loa AB, A kèm B, công suất nguồn 330W, có lo nét, hầu như tất cả những tính năng đều có đầy đủ trên sản phẩm này. Và nó có thiết kế rất là đẹp. Và volume tổng nha các bác. 4 nút to và những nút chỉnh các tầng được đều bát kim cương sáng bóng hết. Này, máy rất là mới nha, bộ gỗ zin theo máy nha. Này, các bác thấy rất đẹp luôn nha. Đợt này em tuyển về được một con, bác nào lấy thì cứ alo trực tiếp cho em Chiến nhé. Giá bao ship là 22 triệu, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt con này là 200 ngàn. Thì con này nó sát giá lắm các bác, những con này khá hiếm để tuyển về một con đẹp cũng rất là trơn chuốt về những sản phẩm này, rất đẹp nha các bác, mới tinh luôn nha. Màu gỗ zin và góc cạnh là sắc nét là phía dưới của sản phẩm. 22 triệu đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ bớt 200 lấy lọc và cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác. Đây là phía trên, vỏ gỗ zin của nó là mèo xăm xẩm mà đỏ đỏ cam cam như thế này nha các bác. Đây góc cạnh rất đẹp luôn nha các bác. Đây. Con này mà các bác đánh loa JB như là loa toàn giải, quấn toàn giải rất là hay nha các bác, tại vì tiếng nó rất là ngọt. Nhẹ nhàng. Tuy không uy lực nhưng mà độ hay. Nghe dòng này là nghe rất là giống như dòng 2N nha các bác. Nghe kiểu như con 80V hoặc là những dòng Aquafy mà 2N gì đó. Từ model i3 lên 5 trở lên vậy đó. Tại vì nó thuộc phân khúc 2N, nghe tiếng rất là nét và chi tiết, mượt mà. Đánh hai cầu loa thì các bác chơi một lần hai cầu là bình thường nha các bác. Phía sau các bác thì thấy rất là mới luôn nha. Tem còn nguyên ni lông luôn nha, hai cầu đây. Trở kháng là 4-16 ohm. Điện 100V nha các bác. Rồi sau đây em sẽ mời các bác xem bên trong. Và đây là bên trong của con Marang, sở hữu một cây tăng phun nguồn rất lớn và một tu nguồn to. Mỗi vế là 4 sò sắt Marang nha các bác. Đó thấy rất đẹp nha. 4 sò sắt. Vì cấu hình em này là như thế này thôi. À, phần đây là phần chiến áp, chỉnh bass, mic chép vân vân. Còn cái quan trọng nhất của nó là phần bo hai bên. Nó là mỗi vế là 4 con sò sắt nha các bác, Marang nha. Các bác thấy phần đó. Bác nào yêu thích con Marang 1150 này và muốn sưu tập một con Marang mạch vàng gold để đánh với nhiều dòng loa châu Âu, loa Mỹ, đánh loa Mỹ rất là hay nha các bác. Đặc biệt thường các bác thường hiếp với những dòng loa JBL hoặc là những dòng loa Anh Quốc, loa kép hoặc là những dòng loa Dixon vân vân.